Thì ở cuộc sống ngoài đời thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái trường hợp là các bạn nữ thì thường hay bị các bạn nam ăn hiếp. Bởi vì sao? Bởi vì phái nữ thì người ta nghĩ là phái yếu, nhưng mà thực sự đó là phái đẹp, đẹp nhưng mà rất là nguy hiểm ha. Thì sau đây thì Nhất sẽ hướng dẫn một số cái kỹ thuật gọi là sử dụng cái đòn chỏ rất là cơ bản để mình có thể phòng thân cũng như là tự vệ một cách đơn giản nhất ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tập cái kỹ thuật chỏ ngang ha. Rồi thì mình sẽ đứng chân thuận ở phía sau, rồi chân không thuận thì chúng ta đứng trước ha. Thường thì như vậy. Rồi hai tay chúng ta thủ lên, cái này là tập kỹ thuật cơ bản thôi ha. Rồi một thì cái tay trái của mình sẽ dở ngang lên đó, kỹ thuật chỏ ngang thì cái tay trái của mình ấp sát vô, sát vô, đúng rồi, sát vô, ok. Hai thì cái mũi chân trái chúng ta sẽ xoay qua phải, đồng thời cái tay trái chúng ta cũng thẳng trước mặt. Ba kéo về tư thế cũ ban đầu, đó là kỹ thuật chỏ ngang cơ bản ha. Lại là một, hai, ba. Đó, ok, bây giờ mình quen rồi mình sẽ thực hiện nhanh, nghe để mốt rồi mình đánh qua rồi kéo về, úp, đúng rồi, úp, đúng rồi, úp. Đúng rồi, tương tự tay phải của chúng ta cũng vậy ha. Một, tay phải chúng ta dở ngang. Hai, mũi chân phải chúng ta sẽ xoay về trước, đồng thời chỏ phải sẽ bước ngang thẳng trước mặt. Ba, kéo về tư thế thủ ban đầu ha. Một, hai, ba. Rồi, thực hiện nhanh. Úp. Đúng rồi, úp. Úp. Ok, úp. Good. Rồi đó là cái mình học thực hành và lý thuyết sơ sơ, còn bây giờ mình sẽ áp dụng vô ha. Thì những cái trường hợp mà chúng ta sẽ thường hay gặp nhất là khi mà bị các bạn nam là tấn công vô khuôn mặt, hoặc là giật dây chuyền, hoặc là bóp cổ vân vân ha. Thì mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật này rất là đơn giản ha. Khi mà mình tập luyện thì chúng ta không cần thực hiện nhanh, không cần thực hiện mạnh, chúng ta chỉ tập chậm và cho nó quen cái kỹ thuật. Thì sau đó khi mà quen rồi thì mình ra ngoài đời mình sẽ thực hiện rất là dễ ha. Khi hai tay chúng ta song song này, rồi thì hai tay của địch thủ cũng song song. Hồi nãy chúng ta tập kỹ thuật chỏ ngang thì chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật chỏ ngang để giải cái đòn này ha. Thì tay người ta khi mà tấn công vào trong cái khuôn mặt của mình thì mình sử dụng cái tay trái, chúng ta sẽ đẩy từ trong ra, sau đó thì nhấc chân trái lên và sử dụng chỏ ngang đánh vô trong mặt ha. Rồi quan sát lại chậm ha. Một, gạt ra, hai, úp. Đó thì lúc này cái đòn chỏ ngang sẽ đánh vô trong mặt ha. Đó, quan sát lại lần nữa nha. Một, hai, ba là kéo về, tương tự tay phải ha. Tay phải thì tay song song còn lại gạt ra, tập kéo về, đúng rồi, lại một, hai, ba. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thực hiện nhanh một xíu ha. Rồi tay trái trước ha. Một, hai, đúng rồi, lần nữa, úp, úp, tay phải, úp, úp, đúng rồi, úp, úp, ok. Rồi đổi một xíu ha. Rồi hai tay mình song song đây. Rồi một là thủ sẽ tấn công bằng tay phải thì mình sử dụng tay trái mình gạt từ trong ra ngoài, sau đó mình nhấc chân trái lên áp sát và sử dụng chỏ đánh thẳng vô ha. Quan sát lại chậm, một, gạt ra vô, búp, đúng rồi. Khi mà chúng ta gạt ra thì nó có cái đà từ đây thì chúng ta sẽ như cái đòn mình tập á, mình sẽ đánh hết cái phần dai vô, đúng rồi. Lại một, hai, đúng rồi, tương tự tay phải cũng vậy, một thì mình gạt tay phải, hai, đúng rồi, rất đơn giản ha. Một, hai, đó, ok. Rồi đó, tương tự ha, bên tay trái cũng vậy, đúng rồi, hai tay của mình song song, thủ tấn công vô mặt chúng ta đó. Chúng ta sẽ sử dụng bàn tay, khi nào bàn tay mình xè ra thì mình sẽ sử dụng dễ, mình gạt cái tay người ta ra, sau đó thì nhích chân trái vô và sử dụng bập kỹ thuật chỏ ngang trái ha. Một, gạt ra, bập, đúng rồi, mình phải gạt cái tay của mình ra nha. Một, hai, đúng rồi, tương tự tay phải, một, gạt từ trong ra, hai, đúng rồi, tốt. Một, hai, đó. Thì cái động tác này thì nó rất là đơn giản nhưng mà sẽ hiệu quả cao, bởi vì cái đòn chỏ của mình nó giống như là hai con dao ha. Nếu bình thường chúng ta đánh trúng thì sẽ bị knock out, bị rớt, bị chóng hoặc là bị sưng, nhưng mà khi mà kéo xẹt qua thì sẽ bị rách may từ 7 đến 8 mũi. Đó là trong kỹ thuật của đòn chỏ ha. Đó thì khi mà các bạn rèn mỗi ngày á thì mình sẽ gạt ra chỏ, gạt ra chỏ thì theo phản xạ. Mai mốt mình sẽ đứng yên bình thường, gạt ra chỏ, gạt ra chỏ thì theo phản xạ, khi mà địch thủ tấn công vô mặt mình thì mình cứ gạt ra đánh trả lại ha. Thì mình sẽ hiệu quả cái đòn này, phòng thân cái đòn chỏ ngang. Ok, chúc cho các bạn thành công trong tập luyện.